Tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã vừa tổ chức lễ phát động ra mắt mô hình khu dân cư kiểu mẫu ấp Phước Thắng. Đây là khu dân cư được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Tỉnh chọn làm điểm thực hiện mô hình này, nhằm mục đích tạo dựng một khu dân cư khang trang cả ở diện mạo lẫn chất lượng cuộc sống người dân. Nếu mô hình thành công, xã sẽ nhân rộng ở các khu dân cư khác trong thời gian tới. Xây dựng ấp Phước Thắng thành khu dân cư kiểu mẫu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tập trung thực hiện các tiêu chí như có ít nhất một mô hình liên kết hộ gia đình làm ăn có hiệu quả, không còn hộ nghèo, tỷ lệ quy động trẻ học mẫu giáo đạt trên 90%, trẻ vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên, có 1 đến 2 mô hình bảo vệ môi trường, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tại buổi lễ ra mắt mô hình khu dân cư kiểu mẫu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Tỉnh đã thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban vận động và các tổ vận động thực hiện mô hình. Các thành viên trong ban vận động đã ký kết thi đua thực hiện mô hình, phấn đấu đến tháng 9 năm 2022, khu dân cư Phước Thắng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau lễ phát động, cán bộ và nhân dân ấp Phước Thắng đã tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường liên tổ trên địa bàn ấp,